tư ở C đấu thứ tư này. Bản này chúng ta thắng rồi. Phù phép đấy. Quân Summer. 3 trận Summer cả. Summer đúng rồi. Đây. Vâng, vậy là quân giống hệt trận đấu thứ hai anh em nhé. Summer ra. Summer ra. Bãi quả đầu, gỗ đầu đã thấy. Quả đầu mấy cây, 6 cây. 7 cây. Họ ra thêm được một cây nữa. Ngon. Đúng rồi, he được một trận rồi. Nghe mà gỡ được trận bản lề trận đấu thứ hai. Ở sẽ đấu này, nghe gỡ được rồi. Tôi không biết là nếu mà anh em nào mà mới vào ấy, em đang nghĩ tình huống là cũng đi làm về hoặc là đi đâu về và bắn táp của quý nên chắc là cũng giật mình. Em làm kèo em cũng nghĩ quý thì cũng thắng sâu như vậy, thắng 10 trận liên tiếp mãi không lên phần cứng à. Ừ, thì anh bình yên nhé, cứ theo dõi gì vào để cái chế độ để cái chuông để tránh mít team của game thủ các quýt là được. Chia sẻ và like, chia sẻ để chế độ công khai là được. Rồi con voi, hai con voi. Đến Summer thì cô voi thì thực sự là cực ít thôi, không có gì. Vừa xem lớp vị tí, xin cảm ơn bạn Vũ Long nhá. Lớp vị tí thì vừa rồi em thấy đang dẫn 2-1. Đối đầu với BBU dưng còi. Ôi giời, không sao. Mắc binh. Mắc binh dành cho game thủ cầm quyền từ đâu này 4 vo. Vâng, may quá, heo nó chạm một rồi. Không biết không gì. Những cái gì đây? Tình cảm anh em nó có còn sâu lâu bền không? À vâng, vậy thì cũng tiện đây báo cáo anh em một cái tin, đó là hình như là hai game thủ Trung Quốc và Seng Long với Thủy Thủ Ngư. Seng Long thì đúng hơn, hình như là về clan sau tí rồi thì phải. Vâng, vậy là khả năng cao là như thế. Về clan 6699. Sau 99 thì cái đội hình thì từ đầu năm đến giờ thì chưa đánh 4-4. Chưa đánh 4-4. Gần như là chỉ có hai game thủ đó là Chipboy và Nam Soku người đi thi đấu thôi. Vâng, bây giờ nghe đâu lại mời được hai ông Trung Quốc về. Rồi 7:30, hai nông dân. Vâng, lại Samia. Trận này trận ngầm Sam thứ ba rồi. Không phải đâu anh Trung Hiếu ạ, Gorman chỉ là quản lý của Sao 99 thôi. Ông bầu thực sự là xe ông Nguyễn Đức Thịnh. Hình như là trước là giám đốc KTP cũ thì phải. Đúng rồi, anh em xem hai máy thì cũng không nên comment và không chat để mình em là người nhìn trực tiếp. Không tí rất nhiều. Thì tình huống em lại đọc được, nó lại khó ra. Hai nam nông dân thì đánh chém nó chắc chắn rồi. Donnie, 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 Donnie
Cùng cho xem quýt đi thì cũng đi dò như thế nào. Vâng, không phải bán sim đâu anh em nhá, là chủ của cái salon ô tô thì phải. Ờ đúng rồi đấy, chim chảy đang mua xe cho đấy đấy. Thế kỳ lông dần dần vàng. Ba con lông dần vàng, năm con, năm con. Một L có B. Hay là như thế nào đây? Mấy ông he này nó chọn phương án đánh phù. À đây này này này, này cung A thẳng không. Vâng, đây thì em cũng sau trận đấu này em sẽ có những thông báo quan trọng cho anh em đấy. Anh em đợi chốt đây, em sẽ có thông báo quan trọng cho anh em với cái tình hình giải thi đấu sắp tới này. Khả năng 9 giờ rồi. Đừng nói hai trận cùng một góc nhé. Ôi thôi 9 giờ thật. Này đánh cùng đến từ hè. Hai trận đấu giống hệt nhau. Hai trận đấu mà gần như là một cái thế nhà nó chỉ là một bên thôi. He là người đánh cung ở trận đấu này. Vâng, tiếp tục là một bài đánh thẳng cùng đến từ cái mùa hè rồi. Cho xem là Quý sẽ đối đầu với cái tình huống đối phó tình huống như thế nào. Ơ to vào này. Ồ nhưng mà mình không có công giác nhà nó soi không. À vừa soi rồi. Đánh một lò thế như vừa mới xây BL thì phải. Vâng, Hea xây thêm một cái nhà BL nữa. Ba bảy trên 40. Vâng, phải đánh thẳng cung đi từ nhà. Không phải đánh thẳng cung mà về sau là xây cung em nhìn mình xây A trước, xong về sau là xây nhà BL. Cùng cho xem quý sẽ thi đấu. Samoya và He vẫn là chọn phương án là đánh có cả cung. Đúng rồi, anh Tiến Phượng là chuẩn. Chính xác rồi đấy, em vừa rồi em không nhớ. Anh Nguyễn Đức Thịnh hình như là anh trai của bé yêu, giám đốc của Game TV, cựu giám đốc. Hiện tại giám đốc của Game TV là anh Nguyễn Hoàng Kiên, 26 thôi, thỏa mãn. Tiếc là con Summer nó không có ngựa chém, mình cũng được kẹp cửa chém thì ngon. Ui giời, con Summer nó có ngựa chém đâu anh Nam Sơn. Em đang bảo nó tiếc cái tình huống nó không có ngựa chém mà anh lại bảo nó sẽ không sóc chém, để cản lở. Bóng BC 2BA rồi. Cùng chờ xem Quick City đấu tình huống này. Đang chờ đợi bắt cái con chém của cái mùa hè thì phải. Chắc chắn là hè sẽ người vì có con chém này nên được lý do. Đây, vậy là em đoán chuẩn đấy. Hai con chém còn ở bên thủ nghe đằng đây. Do xong thế nhà Quýt, nhà BA tiếp theo nó tăng và Quýt là người đang bung nhà ra. Vậy là thế là sẽ phải thế phát triển rồi. Đánh nâu ra. He là người sóc chém hoặc kẹp theo như đơn vị đầu cung A. Còn Quýt sẽ là người sóc thêm những cái đơn vị lạc đà và lân công cho đơn vị chém của mình. Summer thì nó có cái lợi thế đó là có cái tính cái đơn vị cầu đá. Đá là cầu nhanh lắm. Rồi, 3, 4 nhà BA và 1 nhà BL. Đấy là phương án không quyết lựa chọn trong tình huống này. Tăng thêm dân vàng như thế nào đây? Rồi, tăng thêm 3 cái ruộng nữa. Rồi.
99 nhân 88. Trên 96 còn nghe đang sóc cả những con chém ra, nhưng chúng ta những đơn vị lạc đà kẹt thêm những đơn vị đó là những đơn vị cung đỏ, vì vậy những cái con chém của nhà thành ra không thành vấn đề nhiều. À, đẩy quân lên đây rồi, cũng kẹt chém đến từ nguyên thủ lưng giá 4. Lực của Quýt là rất là khỏe, thằng này là 82 rồi. Bùng đang bùng giá rất là chủ động. Và đang chờ đợi tình huống này, He là người xông vào. He có vội xông vào không? Đầu máu rồi, trời ơi, ô vào, lạc đà đi trước và cùng giờ dạo bước theo sau đến nơi nguyên thủ cao quyết tình huống này. Riêng cơ này đâu không hề ối của họ, được, hôm nay là 90 rồi, 5 nhà bia cộng nhà bia đỏ, vâng cơ này chết sạch, sạch cho nó mát. Hôm nay 86, bùng ra rất chủ động rồi, cũng Nga kẹp chém mà đấu với cung đỏ kẹp lạc đà. Đó là lựa chọn phương án nó thi đấu. Trận này A đánh là tương đối là chủ động đấy. Tiếp tục sẽ đẩy lên rồi và bùng ra. Quá khỏe. Còn như thế này thì không biết như thế nào đây. Còn đến nhà nghe rồi. Như nào đây? Bắn thôi. Chơi. Hit đến từ Quýt. Tiếp tục bùng ra. Lực lượng cực kỳ khỏe. Tiếp tục dồn quân lên. Trên bản đồ anh em nhìn thấy quân của Quýt đang gì đang đẩy lên đang là quá đông rồi. Tham lai là 101/152. Đã cực kỳ khỏe đến từ tuyển thủ cao quyết. Tình huống là đẩy thì không biết là hè lấy cái gì hè đỡ được. Chưa hiểu. Vâng, vậy là tỷ số là bao nhiêu rồi? 3-1 trong thi đấu thứ tư. Vâng, vậy là C4.